chị bạn, đứng ra đây. Đứng ra chị bạn. Đứng ra đây. Phóng cho chị to như này để nhìn vào từng cái mụn chị nặn nhá. Cầm đấy. Đấy, được chưa? Không cần đánh gì cả. Đúng rồi. Xem nặn mụn lắm nhá. Nặn mụn mà không sưng, không đau. Không bị... cách nặn mụn này ấy, thì không sưng này, không đau này, mà không bị đỏ, không bị sẹo. Đây. Thì lực mình lấy từ bụng lên, không phải là lực từ cánh tay đâu. Lực từ bụng dồn lên. Xong dồn lên để ấn vào đây này. Khi làm ấy, chị dạy luôn đó Hương đấy. Khi làm mình sẽ ấn nghiêng về một góc của nó thôi nhá. Ấn nghiêng về một góc của nó này, ví dụ này. Thấy không? Ấn mạnh vào. Thấy không? Nó ra hết cả cái nhân này thì thôi. Đấy. Thấy chưa? Hello Thu Hà, hello Ly nhá. Đấy. Thấy chưa? Ấn mạnh về một góc. Mình đừng đặt như này nó không ấn được đâu, đặt như này không ấn được. Mà nó phải nghiêng về một phía này này. Được chưa? Đấy. Trái không em cha? Nhiều chưa? Mọi người chia sẻ livestream đi nhé. Ngày hôm nay Eva đã khai trương một cơ sở mới ở trên Techco 55 Tứ Hiệp. Đấy. Chi phí làm cái mặt cơ bản 180 chỉ còn 79.000 thôi. Có rất nhiều dịch vụ giảm giá 50-70%. Ví dụ như bạn này đang đắp mặt chi mụn này, cũng giảm 50%, 10 buổi tặng 10 buổi này. Đấy. Đặc biệt khách nào đến Eva ấy, ngày hôm nay ấy, ở cơ sở mới Techco 55 ấy, được tặng một bộ tế bào gốc là 10 lọ, trị giá 1.450.000 nhá, chuyên làm trắng da và căng bóng da. Hôm nay ngày thứ hai khai trương, quà tặng cũng chỉ có hạn thôi, cho nên là chị em có nhu cầu thích nhận quà thì quay Eva sớm nhá. Địa chỉ này đối diện Techco Garden tòa nhà 55 cũ nhá, Thanh Trì, Hà Nội. Hello chị Hường, giờ chị qua giảm béo cho chị nhá. Ok chị yêu, gói giảm béo thì đang cực kỳ hot nhá. Gói giảm béo là cam kết giảm luôn, đánh bằng máy, bằng tay. Đấy, liệu trình thì 10 buổi. Và đồng thời kết hợp với một loại cao đốt mỡ cực kỳ hiệu quả, bôi vào là nó sẽ giảm luôn. Cộng với kết hợp với uống cacao nhân sâm chị nhá, thì sẽ cam kết được giảm béo hiệu quả chị nhé. Giảm béo đang là dịch vụ rất là hot tại TKH Spa nhé. Rất là nhiều chị em ưa thích luôn. Đấy, nó nhảy lên luôn. Rồi tốt. Mụn còn mọc ra cả vào lông mày luôn. Đấy.
chị khuyên Trần Trang, khuyên Trang nha. Chị Hương Nguyễn, đây là phương pháp nặn mụn mà không hề đà, không hề bị đỏ này, không bị rỗ mặt nhá. Nặn đến đâu sạch chân đến đấy luôn. Riêng với mụn ấy mà mọi người mà nặn xong rồi nó còn dở dở trừng trừng ấy, là nó sưng lên, nó viêm lên, nó còn to hơn ban đầu ấy. Nên không lấy thôi, đã lấy là phải lấy sạch chân luôn. Vừa xong á? Triệt lông đấy. Chị vừa xong á? Chị đang gội đầu đấy á. Chị gội xong chưa? Chị ơi ngồi ghế đợi em một phút được không? Hello Đặng Thu Hà, hello Giang nhá. Giang là thích cái vụ này lắm này, nặn mụn là thích lắm này. Ở đây dưới đây nó toàn ổ vi khuẩn thôi, hàng nghìn con vi khuẩn. Trong mỗi ổ nó thế này thôi, nhưng mỗi một ổ vi khuẩn là hàng nghìn con vi khuẩn, cho nên là mình phải lấy sạch nó ra thì nó mới không bị viêm nhiễm. Quay vào đây cho chị. Nhìn được không? Chói nhá. Đấy. Nhiều không? Rồi, tiếp đi. Nên phải lấy sạch cái này ra là mình không bị vi khuẩn này, mà nó không bị lan. Mụn thì nó có nguy cơ lây lan mà, vì nó là vi khuẩn này. Nên là phải làm sạch. Linh bé ơi, kìa bạn ấy gọi kìa. Giảm mỡ bụng luôn nha em. Ok chị đẹp ơi, giảm mỡ bụng là dịch vụ siêu hot ở Eva rồi. Chị qua tầm này không phải đợi nhá, chị thương Trần nhá. Có ước mơ một ngày mình cũng ngồi nặn ra gần đây mụn không? Nữa lấy luôn chị. Em vừa nãy em định bảo chị Oanh mà.
Có, còn tắm trắng phi thuyền đâu em, hôm nào dạy chị qua. Ok chị đẹp. Em có tắm trắng phi thuyền nữa chị nhá. Đi ra xem khách ở đầu sắp xong chưa? Sắp xong. Mày đang ăn gì à? Mày đứng xa chị ra nhá. Đau không cha? Có bị đau không? Chịu khó nhá. Sắp xong rồi. Còn giường nữa gọi đầu cho một em nhỏ nữa đi em ơi. Gọi cái bạn nhỏ nhỏ ấy. Bạn bé bé. Cứ gọi cho mẹ bạn ấy đi. Bạn ấy gọi dưỡng sinh nhá, la nhá. Hai bạn này cứ gọi dưỡng sinh này. Cháu có hay cậy mụn không? Chắc không đúng không? Phải uống nhiều nước lọc vào cho nó đào thải độc tố nhá em nhá. Lúc nào lực của mình cũng chỉ ấn vào một đấy thôi, ấn một hướng thôi, các em hiểu không? Đừng ấn tràn lan, đừng đặt ngang như này nó không ra đâu, mà phải ấn dồn vào lực vào một góc thôi nhá. Thank you.
xong rồi đấy, nhiều quá. Từ từ ủi. Chưa. Từ là ừ. Xong rồi còn nó no bằng cồn cơ, sau khi nặng xong phải no bằng cồn cho khách hàng nhá. Đấy không? Mà mở mắt này em xem nào. Đây bên này. Hơi đau tí. Nằm ở đây, cho mở đi. Nhìn được không? Đây. Thật chưa? Phải mấy lắm. Trứng cá luôn thề. Nhiều lắm. Đấy, xong một cái là vứt căng vứt đi này. Còn cái này mình sẽ lấy một tí cồn vào để... Cứ để đấy chị nhá. Cái này là cồn để vệ sinh cho cái chỗ mình vừa mới đưa ấy nhá. Người đây, chuẩn bị máy điện di lạnh mới tế bào gốc mụn nhỏ ra đây em ơi. Đấy, vệ sinh cái chỗ này vừa nặn xong thì nó mới không bị viêm nhiễm, không bị bẩn này. Xong rồi cho điện di tế bào gốc. Cái gói này là gói đắp mặt trị mụn nhá. Sau một buổi khách hàng sẽ thấy nhẹ mặt, không bị ngứa này. Không ngứa mà không có các cái nốt như của bạn ấy là to quá rồi, để lâu nó thành nốt ruồi, bắt buộc phải nặn nó ra. Rất không chị với lại em. Đây cầm tế bào gốc mụn nhỏ chưa? Lấy cái lọ ấy mà, lọ để điện di cho khách mà. Kia có đầy mà em. Cái gì ạ? Cái lọ này. Ok, cảm ơn em. Hello Hải Hà, hello Hoàng Thu, hello Hoàng Nguyễn Phương tiếp nha. Đó mới là một khách cấy mũ quăng cơ. Cấy mũ quăng là khách đưa về luôn. Đây là khách làm chương trình một giọt mũ cùng thôi nha. Tránh nó bị ấy nha. Xong đó điện di lạnh tế bào gốc này. Xong má này. Đây cầm các bạn ấy. Bộ đồ sạch chưa chị Hồng Anh? Thư giãn không? Bộ đầu dưỡng sinh này, hấp thảo dược dưỡng sinh này. Nó lên khói chưa em? Vừa mới hấp xong à? Đang xong. Bảo quên nhầm đang hấp nữa, đang xong. Cười gì mà cười. Không, nguy hiểm lắm. Vi khuẩn nó bay tứ tung.